chào mừng các bạn quay lại kênh của Mr. Lịch Bạch nha. Hôm nay Mr. Lịch Bạch sẽ cố gắng là những tóc phục hồi cho cô hot girl này. Tóc bây giờ quá khô sơ rồi. Rồi mời các bạn theo dõi ha. Quay lên em chụp lên YouTube á, cho người ta coi, người ta biết, người ta né. Thank you.